Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,04%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.772,90 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.772,81 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.774,69 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,07%, giao dịch quanh mức 106,364 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xu hướng tăng nhẹ, giao dịch ở mức 16.600 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,717% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch ở mức 84,784 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi mà Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid-19, thị trường kỳ vọng nhu cầu thương mại mua sắm kim loại quý gia tăng, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm giá. Cụ thể, phiên đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh tới hàng chục đô la Mỹ trên một ounce, nhưng rồi sau đó đảo chiều đi xuống và đến thời điểm sáng ngày hôm nay 16 tháng 11, giá vàng thế giới chỉ còn giao dịch quanh mức 1.774 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng trên thị trường thế giới biến động khó lường trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do Covid-19 và các động thái hỗ trợ tài chính của ngân hàng trung ương nước này nhằm kích thích nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới tăng trưởng mạnh. Từ đó, thị trường lạc quan nhu cầu thương mại về tiêu dùng kim loại quý sẽ gia tăng. Trong khi đó, thì một số quan chức của Fed cho rằng lạm phát ở Mỹ còn đứng ở mức cao. Vì thế, trong năm 2023, Fed sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất trong năm 2023, nhưng tỷ lệ tăng có thể giảm dần. Lập tức thì đồng bạc xanh tiếp tục bị giới đầu tư bán ra khi mà đồng đô la Mỹ giảm giá so với nhiều ngoại tệ khác, có lợi cho giá vàng phiên này. Với các yếu tố trên, có lẽ một số nhà đầu tư suy đoán giá vàng sẽ đi lên nên họ nhanh tay đưa vốn vào thị trường. Giá vàng thế giới có lúc từ 1.770 đô la Mỹ trên một ounce tăng lên 1.785 đô la Mỹ. Thế nhưng ngay sau đó, những người chuyên lướt sóng vàng đã ra tay bán chốt lời, giá vàng thế giới giảm một mạch xuống còn 1.770 đô la Mỹ trên một ounce vào thời điểm 2 giờ sáng ngày hôm nay. Tiếp đến thì giá vàng hôm nay biến động nhẹ và giao dịch quanh mức 1.774 đô la Mỹ trên ounce cho đến thời điểm hiện tại. Với mức giá này, giá vàng thế giới tương đương 53,06 triệu đồng trên lượng, như vậy là thấp hơn giá vàng SJC trong nước tại chiều bán ra, rơi vào khoảng 14,6 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm trưa ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng không có nhiều điều chỉnh về giá, chỉ có một vài hệ thống kinh doanh là điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp quý vị và các bạn nhé. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 66.700.000 đồng trên một lượng và bán ra mức 67,72 triệu đồng trên một lượng. Còn đối với SJC Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,70 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,70 triệu đồng trên một lượng. Đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mua vào mức 66,70 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,60 triệu đồng trên một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn đối với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết trên hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,60 triệu đồng trên lượng. Còn với hệ thống Phú Quý, mua vào mức 66,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,55 triệu đồng trên lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở điểm này, giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều trong xu hướng giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.670.000, bán ra 6.760.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. Phú Quý SJC mua vào 6.660.000, bán ra 6.755.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.668.000, bán ra 6.760.000. My Hồng SJC mua vào 6.680.000, bán ra 6.780.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.740.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.780.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.660.000, bán ra 6.760.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Huế mua vào 6.667.000, bán ra 6.773.000. SJC Bình Phước mua vào 6.668.000, bán ra 6.772.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.672.000, bán ra 6.775.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.670.000, bán ra 6.772.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.668.000, bán ra 6.772.000. Cuối cùng là giá nhận đồ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì giảm nhẹ trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận đồ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.370.000, bán ra 5.470.000. Nhận đồ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.370.000, bán ra 5.480.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.350.000, bán ra 5.430.000. Vàng 24K mua vào 5.246,2 nghìn, bán ra 5.376,2 nghìn, cùng giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.887,9 nghìn, bán ra 4.087,9 nghìn, giảm 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 2.981 nghìn, bán ra 3.181 nghìn, giảm 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.079,5 nghìn, bán ra 2.279,5 nghìn, giảm 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.